phương thuốc phòng ngừa COVID-19 tại nhà và các mẹo vặt khác từ ngài Thanh Hải Vô Thần Sư Thuần Chay. Tôi cho quý vị một số biện pháp phòng ngừa thêm hoặc phương thuốc và mẹo chữa bệnh bổ sung nếu quý vị muốn thử. Dùng xen giữa các thuốc kê đơn, không uống cùng lúc mà ít nhất sau 30 phút. Nếu quý vị có hoặc nếu có thể, quý vị nghiền một ít tỏi tươi và dùng khoảng một thìa cà phê hai lần một ngày, cách nhau 12 giờ. Nếu không có tỏi tươi, quý vị cũng có thể dùng bột tỏi khô. Liều lượng tương tự, nó cũng sẽ hiệu nghiệm. Những lúc có nhu cầu nhiều hơn hoặc nơi đông đúc hơn, có thể tăng gấp đôi liều lượng này. Và quý vị cũng có thể uống ví dụ như vitamin D2 hoặc D3 thuần chay, vitamin E thuần chay và tất nhiên là vitamin tổng hợp thuần chay cùng bữa ăn. Hy vọng những điều này sẽ giúp quý vị. Nếu quý vị phải di chuyển đường dài và phải trà trộn với những người khác, chẳng hạn như trên máy bay, thì trước khi đi, quý vị uống những thứ này. Hãy uống tất cả những thứ này và vài ngày trước khi du hành, khi không thể tránh hoàn cảnh đông người. Ngoài ra, có phương thuốc pha chế trị cảm cúm tôi đã dạy quý vị trước đây vẫn còn trên mạng. Có lẽ trong sách nấu ăn của chúng ta, tải miễn phí, giữ dùng khi nào cần. Công thức trà cốc tay của sư phụ. Trà chữa cảm cúm từ sách nấu ăn Gia Chánh Vô Thượng. Tải miễn phí tại smchbooks.com. Thành phần 650 ml nước, 1 muỗng rưỡi canh đinh hương, 20 g gừng cỡ bằng ngón tay cái, 2 hoa hồi, 10 g quế, 1 tép tỏi, 50 g đường phèn, tùy khẩu vị. Hướng dẫn: rửa các thành phần bằng nước, không bao gồm đường phèn, để qua một bên. Cho tất cả các thành phần với nước vào trong nồi. Đun sôi với lửa lớn, giảm lửa và đun nhỏ lửa trong 20 phút. Lọc bỏ bã. Dùng cho hai người tăng thành phần gấp đôi. Loại trà này đặc biệt hiệu quả để điều trị cảm cúm, cảm lạnh thông thường và ngưng sổ mũi. Tốt nhất là uống ngay ngày đầu khi bị bệnh. Trà này dành cho những trường hợp nhẹ, có thể có công hiệu rất nhanh. Hoặc cho lúc mới bắt đầu nhiễm bệnh. Nếu đã nhiễm bệnh lâu rồi, nó cũng có thể giúp ích, nhưng có lẽ khó nhận thấy hơn. Quý vị có thể thử, không hại gì cả, không hại chút nào. Vì vậy, hãy dùng trà và tất cả những loại vitamin đó và tỏi trước khi đi. Và suốt chặng đường dài trong đám đông và sau đó có thể tiếp tục uống thêm vài ngày nếu cảm thấy cần thiết. Nên uống các vitamin mỗi ngày để tăng sức đề kháng. Uống nếu thấy cần thiết hoặc uống như thuốc bổ sung, nhất là khi tuổi khá cao. Tỏi có thể có mùi hôi, nhưng quý vị có thể ăn một ít lá bạc hà hoặc gì khác sau đó. Uống một ít sữa thuần chai với bạc hà. Bạc hà hoặc trà với bạc hà để làm nhẹ mùi. Đừng quên tắm nước nóng khi về nhà ngay lập tức. Thay và giặt quần áo bằng nước nóng, phơi dưới nắng hoặc và trong máy sấy nóng. Quý vị cũng có thể uống nước chanh nguyên chất, một thìa cà phê hai lần một ngày. Tất cả những điều đó có thể hữu ích còn hơn là không. Sẽ không hại quý vị gì hết, không có tác dụng phụ. Nhưng đừng dùng quá liều. Như vitamin, quý vị dùng theo liều lượng hoặc theo những gì bác sĩ bảo mình. Như tỏi và tất cả những thứ đó cũng dùng vừa phải thôi. Hữu hiệu hơn khi mới bắt đầu có triệu chứng. Nếu sau 2 ngày dùng mà triệu chứng vẫn còn, quý vị nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tất cả đây là để phòng ngừa và hỗ trợ thêm cho việc phục hồi, chứ không phải để thay thế toa thuốc chữa nhiễm bệnh của bác sĩ. Hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng không thuyên giảm. Nếu quý vị thấy bất kỳ triệu chứng nào và quý vị nghi ngờ thì phải đi gặp bác sĩ. Quý vị phải đi xét nghiệm, chứ không thể chỉ nói ồ, do trời mưa hoặc do trời lạnh. Không, 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 không đâu. Quý vị phải đi kiểm tra trước khi quá muộn.
Nếu quý vị biết sớm hơn thì dễ chữa hơn. Nếu quý vị biết sớm hơn, ngay cả tỏi hoặc thuốc pha chế cảm cúm cũng sẽ chữa khỏi cho quý vị. Cùng với cách ly 3 tuần, đương nhiên, tối thiểu 2 tuần. Nhưng nếu bệnh đã lâu mà quý vị thậm chí không biết, hoặc quý vị nghĩ đó chỉ là cảm cúm thông thường, rồi quý vị để quá lâu, thì rất khó để hồi phục, để lành bệnh. Vì phổi của quý vị có thể bị hư hại hoặc tim, hoặc thậm chí não bộ của quý vị. Nó có thể làm hư hại một trong những cơ quan bên trong, nội tạng, và khi đó sẽ khó chữa lành. Hoặc nó có thể làm hư hại nhiều cơ quan với nhau, tùy vào bệnh nặng thế nào, tùy vào số lượng virus mà quý vị nhiễm từ người khác. Virus COVID-19, chúng có linh hồn trong đó, thành ra chúng rất thông minh, rất linh hoạt và rất khó phát hiện cũng như khó chữa lành. Đây là linh hồn của những động vật bị tàn sát, ngược đãi và tra tấn mà con người đã từng ăn thịt họ. Nhưng có nhiều yếu tố liên quan. Hầu hết những người ăn thuần chay nếu họ thuần khiết và cũng khiêm tốn và sám hối, họ sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Nhưng chỉ thuần chay thôi thì không bảo vệ được 100%. Thuần chay là sự bảo vệ rất lớn, lớn hơn những người ăn máu thịt động vật. Tuy nhiên, thái độ của chúng ta, lòng thành, sự thuần khiết cũng có ảnh hưởng lớn, bởi vì nghiệp chúng ta mang theo sẽ thu hút các loại nghiệp khác nhau và trộn lẫn với những nghiệp này nơi công cộng, nơi có rất nhiều từ trường khác nhau và trộn lẫn thấp, cao và trung bình. Quý vị không bao giờ biết ai là ai. Điều đó cũng sẽ khiến quý vị bị lây nhiễm. Quý vị chỉ cần thận trọng. Thận trọng thì luôn có lợi cho sức khỏe, vì nếu quý vị nhiễm bệnh, quý vị có thể lây truyền cho người khác, các thành viên trong gia đình này nọ. Điều này không tốt, vì có thể quý vị nhiễm bệnh nhưng kiểu như là người không có triệu chứng. Ngay cả với khẩu trang và tấm che mặt này kia, nếu quý vị ở quá lâu trong phòng với nhiều người, nhất là nếu có ai trong đó mắc bệnh, thì quý vị sẽ bị nhiễm bệnh. Có lẽ quý vị bị nhiễm bệnh nhưng không nghĩ mình nhiễm bệnh vì quý vị không có triệu chứng. Vì vậy, hãy chắc rằng đẳng cấp của quý vị cao, đảm bảo quý vị cũng thiền chăm chỉ. Ngoài tất cả biện pháp phòng ngừa, quý vị phải luôn khiêm tốn, biết ơn rằng quý vị khỏe mạnh. Cầu nguyện cho sự an toàn của mình. Cầu nguyện để được bảo vệ. Quý vị có thân thể vật chất trong cõi vật chất. Quý vị phải chăm sóc trong cõi vật chất theo cách vật chất. Và tất nhiên, Thượng Đế giúp đỡ. Quý vị phải luôn luôn cầu nguyện. Hãy nhớ niệm năm hồng danh và đừng nghĩ rằng quý vị tu hành tốt này kia thì quý vị sẽ không nhiễm COVID. Không đâu. Quý vị có thể không tốt như quý vị nghĩ. Nếu nghiệp của quý vị nặng và quý vị không tu hành chăm chỉ mỗi ngày để bảo vệ chính mình, thì quý vị vẫn có thể nhiễm bệnh. Không chỉ COVID hoặc Delta, mà còn bệnh gì khác nữa. Hãy luôn khiêm tốn biết ơn và cầu nguyện để được bảo vệ. Thuần chay, dù chỉ để bảo vệ bản thân, cũng xứng đáng. Tất cả lời khuyên bảo vệ trong suốt đại dịch COVID-19 và những lưu ý khác của Ngài Thanh Hải Vô Thần Sư đều miễn phí để xem và tải về tại Master's Tips on COVID-19.com. Tải xuống miễn phí phương thuốc phòng ngừa COVID-19 tại nhà và các mẹo vặt khác từ Ngài Thanh Hải Vô Thần Sư Thuần Chay, xin hãy kết hợp với những lời khuyên khác từ Sư Phụ tại Master's Tips on COVID-19.com.